Trọng Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em, các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể bước vào bản tin sôi động của ngày hôm nay với một cái tựa đề mà các quý vị cũng đọc rồi đó. Tướng lãnh Ba Lan kêu gọi gửi tối hậu thư cho Nga. Wow, tại sao phía bên Ba Lan kêu gọi cái vấn đề này? Ông này, ông ta là cựu tướng lãnh. Ông ta vừa qua, ông ta mới vừa ngừng chức. Đặc biệt là ông ta làm trong vấn đề là an ninh quốc gia của Ba Lan. Thì ông ta đã kêu gọi sau khi ông ta phỏng vấn trước báo chí về vấn đề an ninh quốc gia và tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang bùng phát và cuộc chiến tranh giao tranh càng ngày càng khốc liệt. Đặc biệt là cô chú anh chị em cũng biết là Nga lúc nào cũng đe dọa những quốc gia liên minh NATO bằng vũ khí hạt nhân. Đầu tiên ông ta nêu lên rằng là chúng ta thấy không có công bằng. Chúng ta đang bị sự đe dọa mỗi ngày với Nga. Với Nga có thể đem những vũ khí có đầu đạn hạt nhân và tấn công chúng ta. Với sự đe dọa này, ngoài ra chúng ta đã thấy rõ được là Nga đã tấn công vào những thành phố gần biên giới của chúng ta. Ông ta nêu lên chúng ta phải cần gửi một tối hậu thư cho Nga rằng lằn ranh đỏ của chúng ta có kiên nhẫn. Chúng ta có kiên nhẫn nhưng chúng ta có cái giai đoạn mà thôi. Khi Nga có thể tấn công bằng những quả tiễn gần biên giới chúng ta mà những loại quả tiễn này đều có thể chứa đầu đạn hạt nhân thì cái sự thiệt hại nó không chỉ nằm ở tại đất nước Ukraine không, mà nó còn nằm trong những quốc gia láng giềng, đặc biệt là những quốc gia trong Liên minh NATO. Cho tôi kêu gọi chính phủ của tất cả Liên minh NATO, chúng ta hãy đoàn kết và gửi một tối hậu thư và hãy ngăn chặn hành động này. Vì cái hành động này nó sẽ làm thiệt hại và tổn thương đến đất nước NATO của chúng ta. Ngoài ra những vũ khí mà chúng ta viện trợ thì Nga có thể tiêu hủy nó với quả tiễn hành trình tầm xa khi chúng ta mới vừa vận chuyển vào đất nước Ukraine. Nga có thể dùng những loại quả tiễn hành trình tầm xa bắn từ tàu ngầm hay bắn từ những khu trục hạm của họ tại Biển Đen hay bắn từ phi cơ máy bay của họ. Làm như vậy, nếu chúng ta không bảo vệ thì những vũ khí viện trợ của chúng ta cũng giống như không, nước đổ vào biển, không tác dụng gì cả. Chúng ta phải có hành động cụ thể. Tôi kêu gọi chúng ta gửi một tối hậu thư để răn đe Nga rằng nếu họ bước vào xâm phạm thì họ phải đối đầu với cái sự đáp trả chúng ta. Ngoài ra, chúng ta hãy lập cái phòng không để bảo vệ. Chúng ta lập cái phòng không gần biên giới để bảo vệ. Không phải bảo vệ cho đất nước chúng ta không, mà còn bảo vệ cả luôn những quốc gia, đúng quốc gia Ukraine. Vì tại sao? Vì nếu một bơm đạn nguyên tử tầm có khoảng, người nói là 3 tiêu hủy 300 cây số vuông, và nếu nó bắn sát sát ngay biên giới của đất nước chúng ta, cách đó 5 cây số, thì tất nhiên đất nước Ba Lan cũng phải tổn thương, hay bắn gần Rumania cũng phải tổn thương. Nên chúng ta phải lập một cái bảo vệ phòng không, không phải ở biên giới chúng ta không, mà nằm trong lãnh thổ của đất nước Ukraine, để chúng ta vừa bảo vệ cho chúng ta và bảo vệ luôn cho họ. Đây là lời kiến nghị của cựu tướng lãnh của Ba Lan. Và đây có thể nói là một cái sự kịch bản sắp sửa tới đây, nó vô cùng kịch liệt mà sắp sửa sẽ dẫn đến sự việc này. Vì nó rất là dễ hiểu các quý vị. Những vũ khí mà tân tiến của Nga, đặc biệt là những loại vũ khí tiêu diệt, nó có thể tiêu diệt một thành phố, thí dụ là 100-200 cây số vuông. Nhưng nếu mà Nga thả cái bom ở gần biên giới, cách biên giới chỉ có 10 cây số hay 20 cây số, thì tất nhiên những cái quốc gia láng giềng kế bên cũng bị thiệt hại. Và nếu như vậy thì tại sao không lập ra một cái phòng thủ, phòng không chống quả tiễn của Nga ở tại cặp biên giới, và nó có thể vừa bảo vệ cho những quốc gia NATO mà cũng vừa bảo vệ một phần nhỏ cho đất nước Ukraine cặp biên giới. Và cái kiến nghị này tuyệt vời, rất là hay. Đối với Nguyên là nó hay vô cùng. Nhưng NATO có triển khai, có hành động hay không là một chuyện khác. Nhưng đây là một kiến nghị tuyệt vời vô cùng. Vì nói cho Nga biết rằng nếu anh bắn gần cặp biên giới thì chúng tôi phải tiêu hủy quả tiễn của anh. Vì chúng tôi, nó sợ thật thiệt hại đến chúng tôi. Nên là cái điều này nó rất là, Nguyên thấy nó là dĩ nhiên phải, cần thiết phải làm. Và trong những ngày kế tiếp, Nguyên nghĩ là Liên minh NATO họ sẽ làm việc này để bảo vệ những biên giới gần Ukraine, không sợ bị bom đạn của Nga làm tổn thương. Đây là bản tin đầu tiên mà nó có thể nói là bản tin khá là vui.
khá là vui, và Nguyên mong rằng là cái bản tin này nó sẽ thực hiện mau trong những ngày kế tiếp. Một bản tin khác cũng vui cho đất nước Ukraine, một bản tin khá là chấn động, đó là một tập đoàn công ty ở tại Hoa Kỳ, nhưng là Just Answer là một tập đoàn công ty đang bắt tay với chính phủ Ukraine để lập ra cái hệ thống phòng thủ lá chắn phòng thủ tân tiến để bảo vệ Ukraine. Họ nói rằng là họ sẽ đặt cái tên này là vòng sắt. Các cô chú anh chị em biết cái vòng sắt đó là cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn giỏi nhất của Do Thái, và cái tên của Do Thái đặt là vòng sắt, và họ cũng copy tương tự như vậy. Tập đoàn công ty của Hoa Kỳ công bố sau đây: trong một thời gian vừa qua, chúng tôi đã nghiên cứu thì hỏa tiễn của Nga đã bắn vào trong đất nước Ukraine rất là nhiều, nhưng cái hệ thống phòng thủ của Ukraine quá cũ, quá lỗi thời, và họ chỉ có ngăn chặn được có thể là 1/5 hỏa tiễn của Nga mà thôi, vì những hệ thống của họ đã là những loại thống quá kêu là lỗi thời, và sự nhạy bén của họ không có. Nên chúng tôi đang bắt tay với Ukraine và đã xây dựng cho Ukraine một cái hệ thống phòng thủ mới. Chúng tôi sẽ giúp đỡ Ukraine về bảo vệ không phận của họ chặt chẽ hơn. Khi có hỏa tiễn tấn công vào, chúng tôi sẽ báo cáo cho họ một cách lẹ nhất trong vòng tích tắc mấy giây. Họ có dư thời gian để phản công, để tiêu hủy những loại hỏa tiễn hành trình bắn vào lãnh thổ của họ. Chúng tôi đang kịch liệt và làm việc, và chúng tôi đang tạo ra một cái loại hỏa tiễn mới, phòng không mới, để bảo vệ đất nước Ukraine. Và chúng tôi đang làm nỗ lực càng sớm càng tốt. Thì đây là một cái tập đoàn công ty, người ta đang giúp đỡ đất nước Ukraine. Đây là một tập đoàn công ty độc lập ở tại Hoa Kỳ, chứ không có liên quan với chính phủ. Thì các quý vị cũng biết là Hoa Kỳ có nhiều tập đoàn công ty, người ta có công nghệ rất là cao. Và người ta nói rằng là muốn thực hiện điều này, đầu tiên là họ phải đào tạo một nhóm nhân lực kỹ nghệ cao cho những người dân Ukraine, những kỹ sư Ukraine. Ngoài ra họ còn phải tạo ra 45 trạm chốt để bảo vệ toàn đất nước Ukraine. Khi phòng không của Nga tấn công vào thì cái hệ thống những cái trạm chốt này nó sẽ kích hoạt ngay, và họ truyền đạt thông tin, và cái phòng không của Ukraine sẽ phát công ngay lập tức. Tất nhiên đây là họ đang làm, nhưng cái thời gian họ làm chừng nào đạt thì họ không công bố cho chúng ta biết, các cô chú và anh chị em. Và cái điều này nó cũng là một cái điều mà Ukraine đang chạy với nước rút. Vì một ngày chậm trễ thì một hàng loạt hỏa tiễn sẽ bắn vào trên đầu của đất nước Ukraine. Nên hiện bây giờ Ukraine là một cái quốc gia đang có một cái đột phá, Nguyên phải dùng nó là một đột phá về công nghệ vũ khí. Thí dụ là máy bay không người lái Phượng Hoàng là do sáng tạo của Ukraine. Ngày hôm nay Nguyên mới cập nhật cho các quý vị là loại hỏa tiễn S-13 có thể gắn lên trực thăng MiG-8 hay MiG-17. Thì đó là những sáng tạo mới của đất nước Ukraine. Người ta bắt buộc trong một cái bối cảnh mà người ta phải có những sự sáng tạo mới để mới đối phó được với vũ khí tân tiến của Nga. Và bây giờ được sự giúp đỡ vài tập đoàn công ty của Hoa Kỳ để họ chế tạo ra cái hệ thống phòng thủ phòng không của họ. Cái loại hỏa tiễn mà phòng không mà họ vừa qua họ sử dụng là S-300 đó, là cái loại đó nó quá lỗi thời rồi. Cái loại đó nó không còn tác dụng lợi với những cái loại hỏa tiễn hành trình mới của Nga. Nó không có thể bảo vệ được tốt. Nên S-300 là cái loại năm 1800 mấy, thập niên 80 rồi. Nên là bây giờ Ukraine phải cần những công nghệ mới, những vũ khí mới. Và mong là Ukraine có thể chế tạo với những tập đoàn công ty của Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Tuy rằng Đức có cam kết là sẽ viện trợ phòng không của Đức, nhưng phải chờ đến tháng 11 lận. Nên là các quý vị cũng biết là cái cổ phải chờ hơi dài. Đức có cam kết là sẽ viện trợ cho như là 6 hay 8 tỉnh thành lớn của Ukraine được sự bảo vệ phòng không của Đức. Nhưng tới tháng 11 Đức mới viện trợ. Còn bây giờ thì chưa có. Đó là bản tin của Ukraine cũng khá là chấn động mà khá là hấp dẫn mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Đó là hai bản tin liên quan đến Ukraine, và chia sẻ một bản tin cuối cùng của Ukraine nữa. Ông Dmitry Peskov,
là người phát ngôn viên của Điện Kremlin. Vừa qua thì phía bên Điện Kremlin đã công bố chính thức rằng là họ đã bắt hai binh sĩ cựu chiến binh của người Hoa Kỳ đã giúp đỡ Ukraine đối kháng với quân đội của Nga, và hai người này bị bắt. Thì ông Dmitry Paskov này, người ta phỏng vấn là cái số phận của hai binh sĩ này như thế nào. Ông ta trả lời sau đây: chúng tôi không coi những người này là tù binh chiến tranh. Những người này chúng tôi coi là những kẻ tội ác chiến tranh, và họ phải bị xử theo pháp luật của đất nước Nga. Đây là một cái tin buồn, các cô chú anh chị em. Trong hai binh sĩ đó có một người gốc là Việt, mà nguyên mấy ngày hôm nay chúng ta tâm tình. Và bây giờ Nga chính thức đã bác bỏ và không thừa nhận họ là binh sĩ của Ukraine, nên họ không được sự ưu đãi về vấn đề tù binh, mà họ sẽ bị cáo buộc rằng là tội phạm giết người, và họ có thể bị mang án tử hình. Và đây, hiện bây giờ thì phía bên Nga chưa có công bố chính thức là Nga sẽ đối xử họ như thế nào. Nhưng đây là cái tin bất lợi do chính miệng Kremlin, người phát ngôn viên, đã công bố cho chúng ta biết. Đó là cái tin buồn, à, cô chú anh chị em, cho cái vừa hai binh sĩ tình nguyện đã dấn thân để giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại trong đất nước Ukraine. Thì cái vấn đề này thì chúng ta nhìn thấy rõ là Putin đang làm cái tạo ra cái sợ hãi để cho không còn có những ai dấn thân để bảo vệ Ukraine nữa. Có thể là giết một người răng trăm họ, tương tự là như vậy. Nên là hiện bây giờ Putin đã không coi hai người này là tù binh chiến tranh, mà coi họ là những kẻ khủng bố. Nên là những kẻ khủng bố thì cái kết quả các cô chú anh chị em cũng biết, nó sẽ không bao giờ đẹp đâu. Đó là bản tin nho nhỏ liên quan đến Ukraine. Và bây giờ cho chúng ta bước vào bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới mà Nguyên muốn chia sẻ các quý vị. Một bản tin khá là thú vị mà Nguyên sẽ đặt nhiều câu hỏi mà Nguyên sẽ tâm tình của chú anh chị em. Cuối tháng này thì NATO sẽ họp ở tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid. 30 quốc gia sẽ có hiện diện. Rồi cuối tháng này G7 cũng họp. Của chú anh chị em, có nghĩa là cuối tháng này, bữa nay chúng ta là ngày 21 tây rồi, cuối tuần này thôi thì tất cả nguyên thủ quốc gia trên thế giới ngoài 30 quốc gia ra còn mời rất là nhiều những quốc gia khác tham gia, có thể nói là những quốc gia hàng đầu trên thế giới đều sẽ có hiện diện ở tại thủ đô Tây Ban Nha hết. Thì tất nhiên không thể nào thiếu cái khuôn mặt một vị lãnh tụ hàng đầu của thế giới, đó là Joe Biden. Sao thiếu được? Thì đợt này Joe Biden sẽ bay đi đến Tây Ban Nha. Tất nhiên cái chuyến đi Tây Ban Nha thì ông ta sẽ ở vài ngày ở tại Tây Ban Nha, sau đó ông ta sẽ họp cái buổi G7, có thể đi tham quan vài quốc gia. Thì người ta đặt một câu hỏi: Joe ơi, ông có biết rằng là bây giờ tất cả nguyên thủ quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong liên minh NATO, ai cũng đi đến Ukraine thăm rồi, riêng biệt chỉ có ông là chưa có đi. Tuy rằng ông có gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Antony Blinken, ông có gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lloyd Austin, và ông có gửi cả luôn vợ của ông cũng có đến. Tuy rằng sợ ông có đến thủ đô, nhưng vợ ông vẫn có đến Ukraine, nhưng ông chưa có đi. Cho tôi hỏi là cái chuyến đi công du ở tại châu Âu đợt này, ông có ghé thăm đất nước Ukraine hay không? Theo các quý vị là Joe Biden có đi hay không? Trước khi Nguyên đọc bản tin tiếp tục, Nguyên chia sẻ bản tin tiếp tục và Nguyên hỏi các quý vị là bây giờ tất cả nguyên thủ quốc gia trên thế giới, Tổng thống Pháp là tại châu Âu, ổng là người đi cuối cùng. Còn nói về những nguyên thủ quốc gia trên thế giới thì hình như ai cũng đến. Những cái quốc gia trong liên minh NATO đó thì trừ Hoa Kỳ ra thôi. Trừ ông Tổng thôi. Theo các quý vị là có đi hay không? Sao nhiều người nói không quá vậy? Sao các quý vị thiếu niềm tin với ông Tổng thống vĩ đại nhất vậy? Sao các quý vị lại thiếu niềm tin với Tổng thống Hoa Kỳ vậy? Sao các quý vị đoán đúng thế? Mình không biết được. Khi người báo chí hỏi ông câu này, ông nói là theo cái lịch trình của ông là không. Thứ hai, ông bận việc lắm. Nên chưa chắc là ông đi. Theo cái lịch trình của ông là không có đi. Mình không có biết
lỡ đột ngột ổng tính châu Âu, ổng hứng thì sao? Ổng thấy cảm giác hứng thú, ổng muốn đi thì sao? Hay ai ngủ ghê thì sao? Nhưng hiện bây giờ theo cái báo chí của tòa Bạch Ốc công bố là ổng không có đi. Thầy Bảy sợ chết thì đúng rồi. Trần Nguyên nói với các quý vị là thầy Bảy sợ chết là đúng, chứ không có cái gì sai cả. Bởi vì thầy Bảy đã bỏ rất là nhiều thời gian để làm trong chánh trị 40 mấy năm. Thầy Bảy khao khát cái ghế tổng thống này không phải là một lần. Thầy Bảy đi ra ứng cử viên rất là nhiều lần, mà lần nào cũng bị lội vòng ngoài hết á. Các quý vị phải nhớ điều đó. Thầy Bảy là đi ứng cử viên tổng thống, ông làm chánh trị tới 40 mấy năm rồi. Ông đâu phải là cái người mới vào trong chánh trị, ông làm 40 mấy năm rồi. Và mỗi lần ứng cử viên thì ổng cũng được người ta đại diện, mà lần nào cũng bị lội ra vòng ngoài hết. Và tới cuối đời của mình, ổng bước được tới cái chức vụ cao nhất của một quốc gia, đó là tổng thống, thì ổng khao khát được hạnh phúc bao nhiêu. Bây giờ tại sao ổng phải đi mạo hiểm ở tại Ukraine làm gì? Ai biết được, ai biết được. Ổng lại có cái vấn đề của tim nữa, bơm đạn nổ nhiều khi tim ổng đập không sao nữa, ổng phải lo sức khỏe ổng chứ, ổng phải lo chứ, ổng phải lo chứ cô chú và anh chị em, ổng phải bận tâm chứ. Nguyên nói thật với cô chú và anh chị em, Nguyên cái gì không nể, nể ông Joe Biden nhất là ổng là người biết làm việc nhất. Ổng là người biết làm việc nhất. Ổng là người biết bảo vệ sức khỏe mình nhất. Ổng là người biết lo lắng cho mình nhất. Ổng là một người, cái đó là Nguyên phải nể ổng. Thật sự mà, có ai giống như tổng thống không? Ổng là về quê của ổng, ở Delaware của ổng đó. Đúng không? Cái thời gian mà về quê Delaware ổng nhiều hơn là ổng ở trong tòa Bạch Ốc. Các cô chú và anh chị, nên là ổng là như thế đó. À, nhưng mà thôi, Nguyên không biết ổng có đi hay không nha. Nguyên không có biết ổng có đi hay không, bởi vì hiện bây giờ là báo chí tòa Bạch Ốc nó công bố là trong cái lịch của ổng là không có. Nhưng có thể đến châu Âu rồi ông này ông kia ngủ ghê đi thì sao, rồi chúng ta nếu có thì Nguyên chia sẻ với các quý vị. À, lúc mà nếu có là Nguyên chia sẻ với các quý vị. Còn hiện bây giờ cái lịch trình là không có. Lịch trình là không có. À, là cái điều nó cũng lạ ha cô chú anh chị em. Đất nước Hoa Kỳ là một cái quốc gia dấn thân trong cuộc chiến tranh này nhiều nhất. Với cái số tiền của Hoa Kỳ, có thể hiện bây giờ Hoa Kỳ đã viện trợ gần cả 10 tỷ. Bây giờ là khoảng 10 tỷ. Với trong tương lai, Hoa Kỳ có thể viện trợ với cái số tiền mới thông qua trên lưỡng đảng quốc hội là 40 tỷ nữa. Là có thể trong tương lai, có thể năm này hay vài năm nữa, có thể là đến tới nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ là 10 tỷ. Là cái quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine. Nhiều nhất cho Ukraine. Bây giờ về cái tiền nhân đạo nè, về cái tiền vũ khí nè, tổng cộng lại hết đó, là khoảng 10 tỷ. Đã viện trợ cho Ukraine là miễn phí. Đây là những số tiền viện trợ cho Ukraine miễn phí. Ngoài ra còn ký cái đạo lực cho Ukraine mượn vũ khí. À, mượn vũ khí hay là mua vũ khí, bất cứ vũ khí nào. Và có thể nó là dấn thân nhiều nhất. Nhưng cái ông tổng thống nhất định không đi là không đi. Mà ông ta đã đến châu Âu không phải là một lần. Thích ông ta thì mà nói ông ta nhát chết, đúng không? Nhưng mà nó có nhiều nguyên nhân và lý do mà mình chưa biết. Thì chúng ta sẽ chờ coi gần tới nữa ông ta sẽ như thế nào. Hai cô chú và anh chị, đó là bản tin. Còn liên quan là bản tin của Hoa Kỳ, thì mấy gần nay thì cái khảo sát cho biết á, thì Joe Biden không được tốt cho lắm về cái tình hình lạm phát ở tại Hoa Kỳ. Nền kinh tế của Hoa Kỳ khá là đang chao đảo. Thì cái khảo sát cho biết thì người dân Hoa Kỳ đó, nó đang mất niềm tin càng ngày càng nhiều với cái sự lãnh đạo của Joe Biden. Cô chú anh chị em, nên là cái khảo sát cho chúng ta thấy là về trong nội bộ chính trị ở tại đất nước thì Joe Biden cũng đang phải đối đầu với những sự khó khăn rất là nhiều, sự lên án của người dân vì vấn đề lạm phát, thất nghiệp, vân vân và vân vân. Nên là ông ta cũng không có thể yên ổn từ đây. Ông ta ngồi đến 4 năm cũng không phải dễ các quý vị, cũng không phải dễ đâu nha. Mới có một năm mấy, gần 2 năm mà. Nên là cũng không phải dễ. Ông ta ở 2 năm nữa cũng phải là đối đầu với muôn vùng khó khăn, và đặc biệt là sẽ té còn rất là nhiều nữa. Ok, đó là bản tin nho nhỏ liên quan đến Hoa Kỳ. Mà sẵn tiện nhắc tổng thống Joe Biden thì chúng ta nhắc một chút xíu về tổng thống Donald Trump. Gần đây thì tổng thống Donald Trump cho rằng là cái cuộc chiến tranh bùng phát giữa Nga và Ukraine là bởi vì sự yếu kém của Joe. Yếu kém của Joe xuất phát từ ở tại A Phú Hãng, vì sự thất bại rút binh của Hoa Kỳ đã làm dẫn đến cái sự việc là Hoa Kỳ yếu kém.
và Nga đã không còn sợ hãi nữa. Và Tổng thống Trump, ngài nói rằng là nếu ngài còn làm Tổng thống thì cái chuyện đó, cuộc chiến tranh này sẽ không có xảy ra. À, ngài nói vì tôi đã răn đe Putin từ khởi đầu. Nếu Putin thúc đẩy cuộc chiến tranh thì Putin phải trả giá đắt, mà Putin sẽ không dám nếu tôi còn là Tổng thống. Thì có thật gì hay không thì mình không có biết. À, cô chú anh chị em, có thật gì hay không thì mình không có biết. Bây giờ mình không có thể nói trước cái tương lai được. Và cái sự việc nó đã không xảy ra giống như vậy, vì mình đâu có biết là Tổng thống Donald Trump đâu phải làm Tổng thống đâu mà sao mà biết. Nhưng đây là những lời gì mà Tổng thống Donald Trump phát biểu. Thì cái vấn đề mà yếu kém thì Nguyên thừa nhận, thật sự là Joe Biden rất là yếu kém. Về lãnh vực ngoại giao thì Joe Biden thật sự là tệ lắm. Có những lúc thì mình thấy ông ta rất là tỉnh, rất là tỉnh, nói chuyện một cách rất là lưu loát. Có những lúc thì chúng ta không thấy ông tỉnh nữa, chúng ta cảm giác ông say. Nên là nhiều khi cũng khó đoán lắm. Ngoài ra thì hiện bây giờ Tổng thống Donald Trump, chúng ta còn chưa biết ngài có quay trở lại hay không. À, bây giờ chưa có khẳng định. Tuy rằng ngài có bạch mí vài lời phát biểu trong những cái meeting của mình đó đây, nhiều tiểu bang, nhưng hiện bây giờ chưa có khẳng định là ngài có quay trở lại thị trường chính trị ứng cử trong cái nhiệm kỳ kế tiếp hay không. Chắc theo Nguyên nghĩ là Tổng thống Donald Trump ngài cũng đang thăm dò cái bầu cử giữa nhiệm kỳ và coi đảng Cộng Hòa có đạt được nhiều thành tựu hay không, rồi ngài mới công bố chính thức. Nguyên nghĩ là như vậy. Chứ hiện bây giờ ngài có nói trong vài meeting, Nguyên có theo dõi, thì cỡ này Nguyên ít đưa bản tin của Hoa Kỳ, nhưng vẫn có theo dõi cái meeting của ngài. Và ngài có nói mập mờ, thí dụ ngài mới nói là các quý vị có muốn tôi ra ứng cử hay không? Thí dụ những lời nói như vậy, nó không phải là lời nói khẳng định. Nên là mình vẫn chưa biết. Nên là mình vẫn chưa biết rõ. Nhưng mà cái khổ là gì nè? Nếu mà ngài quá chậm trễ quá lâu thì những cái người ứng cử viên khác họ không thể ra ứng cử được. Tuy rằng mình có thời gian các cô chú anh chị em, chứ không phải là không có. Nhưng mà để quá lâu thì cái sự chuẩn bị để mà cho những ứng cử viên khác sẽ chậm trễ và sẽ làm cái sự bầu cử chúng ta có thể bị thua thiệt. Nên hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là Tổng thống Donald Trump ông ta quyết định như thế nào. Đó là bản tin nho nhỏ của Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ chúng ta đi vài bản tin lặt vặt đó đây. Một bản tin dành đặc biệt cho cô chú anh chị em ở tại Canada, mến thương. Với cái bối cảnh và sự đe dọa của Nga ở tại đất nước Ukraine, và Nga đã đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tiêu hủy những quốc gia liên minh NATO, mà trong đó thì trong G7 thì cũng có Canada, mà Canada cũng ủng hộ hết mình với Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh Quốc đã kêu gọi sự bổ sung để phòng thủ cao hơn, nên Canada đã quyết định bỏ thêm 4 tỷ chín tiền Canada trong quốc phòng trong những năm kế tiếp. Đặc biệt là cái số tiền gần 5 tỷ Canada để chế tạo cái phòng không bảo vệ loại quả tiễn hành trình của Nga. Có nghĩa là họ chỉ bỏ 5 tỷ đô la ngăn chặn quả tiễn của Nga nếu bắn tấn công vào Canada. Chỉ vậy thôi, họ dùng 5 tỷ đô la để bảo vệ đất nước của họ. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ quả tiễn hành trình của Nga. Và cái điều này là cái điều tốt chứ không phải xấu. Thực tế là ít có ai biết cái khả năng quân sự của Canada. Quân sự của Canada rất là mạnh các quý vị. Bởi vì đất nước Canada không phải là loại cái quốc gia có cái văn hóa phô trương mà thôi. Chứ khí tài quân sự của Canada mạnh lắm. Kinh tế và khí tài quân sự Canada rất là mạnh. Và Canada bổ sung thêm trong những năm kế tiếp 5 tỷ đô la. Đó là bản tin dành cho các quý vị ở tại Canada. Thì các cô chú anh chị em có thấy không? Canada với Nga nó xa xôi hàng dặm luôn đúng không? Mà chính phủ Canada người ta còn sợ vũ khí hạt nhân. Huống chi là tại châu Âu. Giữa Đan Mạch và Nga nó sát cái bên à, đâu có xa đâu. Những loại quả tiễn tầm trung của Nga là nó bắn được tới Đan Mạch hết trơn à. Nên là tại sao trong mấy ngày gần đây và cái vấn đề mà cuộc chiến tranh leo thang đó, nó càng ngày càng bùng phát.
và bắt đầu càng ngày càng có sự việc. Mình muốn nói là cuộc chiến tranh này Putin đã tạo ra một cái thảm kịch mới, và nó sẽ là một cái ấu dấn, cái dấu trong lịch sử rất là đậm. Và Nguyên nói mà sau ngày 24 tháng 2 thế giới chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Đó là cái vấn đề của Canada. Và bây giờ chúng ta cập chút xíu về bản tin của Tàu, sau đó chúng ta quay trở lại bản tin của Việt Nam của chúng ta cuối chương trình. Ngày hôm nay phía bên Tàu có bản tin gì nổi bật? Bản tin của Tàu ngày hôm nay đó là một chiếc tàu nổi, nhà hàng Hồng Kông nổi, Sambo, tập đoàn Sambo. Sau 2 năm sắp sửa phá sản vì vấn đề của dịch bệnh nên tập đoàn công ty Sambo đang có thể nói là ở trong một cái giai đoạn vô cùng khó khăn. Thì tập đoàn công ty này mới vừa kéo ra cái cảng để đem chiếc tàu này xuống nước để đi đến một cái nơi địa điểm nào đó để mà bắt đầu kinh doanh trở lại. Thì không may đi vào Biển Đông, khí hậu không tốt. Cô chú anh chị em, chiếc tàu này nó đã lật và nó đã chìm. Hiện bây giờ giải cứu vô cùng khó khăn vì chiều sâu của biển tại các ngàn mét. Và đây nói chúng ta biết là tình hình năm nay của đất nước Tàu, đặc biệt là đảo Hồng Kông. Từ lúc cái đảo Hồng Kông, chắc là ngày xưa các cô chú anh chị em có ai thích coi phim Hồng Kông không? Chứ ngày xưa Nguyên thích coi phim Hồng Kông lắm. Không thích coi phim Tàu mà thích coi phim Hồng Kông thôi. Ngày xưa là khoái coi phim Hồng Kông lắm. Nhưng mà từ lúc mà Hồng Kông đã trả lại cho Tàu, thì cái nền kinh tế của Hồng Kông nó suy yếu. Điện ảnh của Hồng Kông cũng suy yếu. Âm nhạc của Hồng Kông cũng suy yếu. Tất cả đều suy yếu. Bây giờ các quý vị lên search, lên Google mình search phim Hồng Kông, lâu lâu mới ra 1-2 bộ phim, chứ không giống xưa nữa. Bây giờ là toàn là phim China không. Tài tử Hồng Kông bây giờ hàng loạt đi rời khỏi nước, đất nước Hồng Kông, đâu có ở Hồng Kông nữa, đi qua bên Anh Quốc ở, hết ở chỗ này, ở chỗ kia. Vì Hồng Kông đã không còn tự do nữa. Và tới mức độ như vậy nè, Hồng Kông không còn tự do thì chuyện này chúng ta đều biết rồi. Bởi vì các quý vị cũng biết là những cái bản tin mà những người trẻ đứng lên biểu tình ở tại Hồng Kông, Nguyên là ủng hộ họ hết mình mà. Thì là Nguyên đã làm những bản tin đó và Nguyên đi sát mà Nguyên liên lạc trực tiếp với họ, mà Nguyên làm việc với họ luôn trong cái thời gian vừa qua. Mà đáng tiếc là Nguyên có cái buổi họp với họ, bởi vì cái lực lệ của Hồng Kông mà Nguyên không đi được. Nên đó là cái sự đáng tiếc của Nguyên, là Nguyên không đi gặp họ được trực tiếp. Đó là cái điều đáng tiếc của mình. Ở tại tuổi trẻ Hồng Kông đó, sau cái vấn đề này, cái Hồng Kông gớt vào tay của Nga và gần đây mới vừa bầu cử lại, thì Tàu Cộng biết làm cái gì không cô chú anh chị em? Muốn xóa di tích của lịch sử. Trong sách sử của họ bây giờ dạy ở trường học ở tại Hồng Kông là tuyệt đối không có nêu lên cái vấn đề Hồng Kông đã từng là thuộc địa của Anh Quốc. Họ không xóa luôn di tích lịch sử. Họ không để cái vấn đề Hồng Kông là thuộc địa của Anh Quốc nữa. Họ chỉ nói Hồng Kông từ đó tới giờ là của Tàu. Chỉ đó là chúng ta thấy rõ được là Tàu Cộng vẫn còn chưa chấp nhận một sự thật và đang muốn thay đổi lịch sử theo thời gian dài. Hết cái thế hệ này tới thế hệ sau, người ta sẽ quên dần đi. Người ta sẽ quên dần đi, cô chú và anh chị em. Đáng tiếc Hồng Kông là một hòn ngọc ở tại khối Á Châu chúng ta, cổ phiếu thị trường rất là phồn vinh. Nhưng bây giờ Hồng Kông nó đã khác xưa rồi. Hồng Kông đã chết. Cách đây mấy ngày thì người ta tưởng niệm lại cái sự đứng lên của những người trẻ ở tại Hồng Kông. Những người trẻ mà đi ra khỏi nước ngoài, họ làm tưởng niệm lại, họ đi biểu tình khắp nơi để tưởng nhớ Hồng Kông thời đó với Hồng Kông bây giờ. Đó là bản tin nho nhỏ của vấn đề của Hồng Kông bên hông chợ lớn. Cô chú và anh chị em. Mà bây giờ chúng ta quay trở lại bản tin của Việt Nam đi ha. Bản tin của Việt Nam. Bữa nay Đài Loan thì cũng không có bản tin gì nổi bật cho lắm. Bữa nay bà Loan không có bản tin gì nổi bật cho lắm. Nhưng Việt Nam chúng ta thì có. Việt Nam chúng ta thì có nhiều lắm. Bản tin nổi bật mà Nguyên muốn chia sẻ cho cô chú liên quan đến ông cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Sau cái phiên tòa cuối cùng của ông ta, cái phiên tòa mà ông ta đây và hiện bây giờ đang xét xử và sắp sửa công bố chính thức là ông ta sẽ bị tội gì. Và ông ta đã bị tội rồi, nhưng ông ta đã kháo cán rất là nhiều lần.
Và đặc biệt hơn nữa, trong cái phiên tòa này có một chuyện kỳ tích đã xuất hiện. Gia đình của ông ta đã chi ra 15 tỷ để bồi thường. Tổng cộng cái số tiền mà ông ta đã chi ra là 25 tỷ. 25 tỷ gia đình đã đưa nộp 10 tỷ được trước, bây giờ nộp thêm 15 tỷ nữa là 25 tỷ. Đây là cái số tiền mà do nhà nước Việt Nam cho rằng là ông Nguyễn Đức Chung đã làm thất thoát và tổn thương của nhà nước. Cái số tiền mà nhà nước đánh giá là 25 tỷ. Thì gia đình của ông Nguyễn Đức Chung này đã chạy trọt. Người ta nói là đi mượn nợ, mượn nần. Có thật hay không thì mình không có biết. Nhưng cái số tiền 25 tỷ đã nộp cho chính phủ. Và ông Lê Đức Chung kêu gọi rằng là hãy giảm án. Thứ nhất là ông ta đã nộp tiền lại những cái gì mà nhà nước cho rằng là ông ta tổn thất. Thứ hai là bởi vì sức khỏe của ông ta bị bệnh, ông ta đã bị ung thư và nhập viện 2 lần. Mong là những ban thẩm đoàn hãy xem xét nhẹ tay, thương tình với cái bối cảnh là tuổi già sức yếu bị bệnh. À rồi tiền thì tôi cũng nộp trả lại rồi, mong rằng là giảm án. Đó cô chú và anh chị em. Mà ông ta không phải chỉ có xin cho ông ta không, mà xin cho những người đồng phạm. Đồng phạm à, xin cho những người đồng phạm. Những cái người mà bị phạt 5 tỷ, 1 tỷ, 2 tỷ ai cũng nộp tiền hết rồi. Tổng cộng là ai cũng nộp hết. Bây giờ nộp tiền hết rồi thì bây giờ ai cũng được xin giảm án. Và ban thẩm đoàn cũng đã xem xét kỹ lưỡng rằng là ông ta đã có những hành vi cái gì? Hối lỗi, hành vi hối lỗi và đã rất là ân hận cái hành động của mình làm. Và ông ta cũng đang nộp tiền trở lại rồi. Và chúng tôi có thể xem xét vấn đề là các vị hiểu rồi đó. Nên bây giờ tới lúc đó thì tòa án sẽ công bố trong, hiện bây giờ chắc là công bố rồi đó. Hiện bây giờ lúc nãy Nguyên coi thì nó chưa công bố và sắp sửa là công bố rồi. Thì có thể ông ta sẽ được giảm án hay là được chánh án. Cái này thì ai mà yêu mến chủ tịch Hà Nội đó thì tin này là cái tin vui. Tin này là cái tin vui cho ông Nguyễn Đức Chung. Nhưng mà các quý vị có nghĩ là 25 tỷ đối với ông Nguyễn Đức Chung nó có lớn hay không? Theo các quý vị nghĩ, một cựu chủ tịch Hà Nội 25 tỷ và cái sự mất mát của ông ta do chính phủ cho là 25 tỷ thì ông ta nộp 25 tỷ thôi. Nếu chính phủ kia là 100 tỷ, Nguyên nghĩ là ông ta cũng kiếm tiền trả ra được 100 tỷ đó. Nhưng đó là chính phủ Việt Nam chỉ cho là ông ta, người ta đánh giá là ông ta thất thoát chỉ có 25 tỷ thôi. Chuyện nhỏ hả? Thì Nguyên không biết, Nguyên chỉ biết là chính phủ nhà nước đã bỏ thêm được 25 tỷ vào túi, cộng thêm 5 tỷ, 2 tỷ, tổng cộng gần ba mấy tỷ rồi đó. Công nhận nhà nước biết làm ăn thiệt các quý vị. Đây là số tiền bề mặt. Bề mặt là gì? Là theo luật pháp báo chí nó đưa. Chưa nói tiền chạy trọt. Chạy trọt là gì? Các quý vị biết mà. Gặp ông này, ông này ông mới nói cho ông kia. Đó là tiền chạy trọt. Cái tiền chạy trọt mình không biết. Cái tiền chạy trọt là mình là cái tiền đó mình không biết. Đây là cái tiền bề mặt thôi. Bề mặt theo giấy tờ. Bề mặt theo giấy tờ. Đó là 25 tỷ. Đó. Còn tiền chạy trọt là bao nhiêu tỷ mình chẳng có biết. Cái điều đó không biết thì không dám nói bậy các cô chú và anh chị em. Nhưng mà Nguyên nói cái gì nè? Cái ghế chủ tịch Hà Nội nó xui lắm. Nó xui lắm nha. Nó xui lắm. Trong một thời gian rất là ngắn, không biết bao nhiêu ông chủ tịch Hà Nội đã rớt đài rồi. Nguyên mong rằng là những chủ tịch Hà Nội kế tiếp, các ông phải sống có lương tâm và có đạo đức, làm việc đúng trách nhiệm của mình. Nếu không, cái ghế chỗ đó nó có bị người ta khấn giái rồi, người ta chù hay gì rồi, nó xui lắm. Đâu có bao nhiêu lâu đâu, hai ông chủ tịch Hà Nội đã rớt đài hết rồi. Nên là cái ghế đó mong là các quý vị ngồi lại sau này hãy nhớ cẩn thận, làm ăn có đức, nếu không là chết chắc. Nguyên bảo đảm. bảo đảm luôn đó. Chứ bây giờ với cái bối cảnh này mà cái ghế chủ tịch Hà Nội mà ngồi không đàng hoàng, mà làm việc không đàng hoàng, đó là chết chắc. Đó là liên quan đến ông Chung mà để cho các quý vị. Nhưng bữa nay cái bản tin tại Việt Nam chấn động nhất mà Nguyên dành cho tất cả cô chú anh chị em ở tại ở tại miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long. Các quý vị nghe chuẩn bị cái bản tin. Ai ở miền Tây giơ tay cho Nguyên coi được không? Bao nhiêu người ở miền Tây đưa cho Nguyên số 1 coi.
ở miền Tây, Cần Thơ, Châu Đốc, có bao nhiêu người ở miền Tây trong diễn đàn. Bữa nay có bao nhiêu người ở miền Tây thì bản tin này liên quan đến người miền Tây này, các quý vị chuẩn bị tâm lý. Sài Gòn thì không, Sài Gòn mà gốc người miền Tây, nhưng mà hiện bây giờ người nào ở miền Tây giống như là Cần Thơ nè, Long Xuyên nè, đồng bằng sông Cửu Long đó, Nguyên cũng không có gành địa lý cho lắm, hơi bị nhiều đó nha. Bà con cô bác đồng lòng sông Cửu Long hơi bị nhiều đó. Thì bà con cô bác hãy chuẩn bị tâm lý nha. Bữa nay ở tại tầng Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng lão tám túi mà Nguyên đặt tên, thì ông đang ta lên kêu gọi và đang nói chuyện. Ông ta nói rằng là cần cho nó đồng bằng sông Cửu Long nói chung là có tiềm năng, nhưng bị nhiều sự gào cản nên không phát triển được, không được đồng đều. Và chúng ta phải kích hoạt cái nền kinh tế, và chúng ta phải làm sao cho nhân dân đầu tư, và theo tôi nghĩ khoảng tầm 2 tỷ đô la, nghe thấy hấp dẫn lắm. Và để chúng ta phát triển cái nền đất nước ở tại đồng bằng sông Cửu Long, vì nó có tiềm năng nhưng bị sự gào cản, nhiều lý do này, lý do kia, và chúng ta phải khai thác mặt bằng. Đó, tôi kêu gọi người dân đồng ý để cho chúng tôi khai thác mặt bằng để phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong những năm kế tiếp. Các quý vị nghe đã thấy không? Nghe sướng không? Sẽ có đầu tư nè, có công ăn việc làm nè, thành phố sẽ đẹp nè, đầu tư 2 tỷ đô la, 2 tỷ đô la. À, nghe các vị nghe, cái đó là một. Sau đó ông Nguyễn Văn Thề, ông ta nói rằng là ở tại đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta sẽ tăng cái đường cao tốc lên nữa. Có nghĩa từ đó tới giờ ở tại miền Tây nó chỉ có 100 cây số thôi, đường cao tốc. Bây giờ chúng tôi sẽ làm thêm 400 cây số đường cao tốc nữa, tổng cộng thành 500 cây số đường cao tốc. À đù, vì đây là chính thức các quý vị à, khi thủ tướng có mặt. Nếu ông Nguyễn Văn Thề ông ta nói thì không sao hết, nhưng thủ tướng có mặt, thủ tướng có mặt, và ông Nguyễn Văn Thề ông ta nói thủ tướng không chỉ có khai thác cái đường cao tốc, không, không chỉ có khai thác đâu, khai thác chung. Và thủ tướng đang thúc đẩy để thu gom mua mặt bằng, thu gom mua mặt bằng, có nghĩa là đang phải giải phóng đất đai cái nào để cho bắt đầu nó cái công trình nó nơi khai thác. Mà chính thủ tướng đi đến nơi đó, có nghĩa là cái việc này nó sẽ kích hoạt vào cuối năm nay. Thì cuối năm nay Nguyên đã nói rồi, cuối năm nay Việt Nam có 5 công trình lận, cuối năm nay 5 công trình lận, là cái tin này là tin chắc chắn chứ không phải là tin dở đoán dở mơ. Cái là mình phải nói cho biết, tại vì Nguyên lúc nào lấy cái lợi ích của người dân đặt lên hàng đầu hết. Nên là cái tin nào mà Nguyên không chắc, Nguyên không có chia sẻ với các quý vị đâu. Tin là tin chắc chắn. À, tin chắc chắn. Vậy là trong những ngày kế tiếp thì sau cái buổi họp này, họ sẽ đưa ra một cái đạo lực và họ sẽ bắt đầu đưa ra những sự phát triển, là sẽ có nhiều vùng đất họ phải, nhà nước phải, các quý vị hiểu rồi đó. Đó, đất là đất của dân nhưng chính phủ là chính phủ quản lý. Nên bây giờ chính phủ lấy lại chính phủ quản lý, bởi vì chính phủ đã xây dựng cái này, xây dựng cái kia. À, trong đó có sân bay, mở trường sân bay lớn hơn, vân vân và vân vân. À, đường cao tốc, sân bay, bến cảng, đường gầy xá lửa, nói chung chung là hạ tầng. Với cái đầu tư là 2 tỷ 2. Thì cái điều này á, thì làm cho Nguyên rất là phải mất thời gian, vì các quý vị cũng biết tánh Nguyên làm cái gì cũng tỉ mỉ hết. Thì Nguyên mới coi đi địa lý. Nguyên cứ vào coi đi địa lý thì Nguyên coi là những cái hình ảnh từ satellite người ta chụp. Thì thực tế cái đường cao tốc ở miền Tây nó không có nhiều. Nhưng mà thực tế cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa xe của Việt Nam cũng không có nhiều lắm ở tại miền Tây. Đặc biệt là vùng đó có thì có, nhưng nó không phải là đông đúc lắm, nó cũng không phải là đông đúc lắm. Nhưng có một điều mà Nguyên thấy á, là kia đồng bằng sông Cửu Long là chúng ta có sông. Ở tại vùng đó sông nhiều lắm, sông gạch nó nhiều lắm, nhưng lại ngược lại không khai thác. Mà những người sống cặp ven sông rất là nhiều. Đặc biệt là những người chở gạch nè, chở hàng hóa nè, bằng ven sông rất là nhiều các thứ vậy. Mà sông càng ngày càng nhỏ đi, những cái men sông nó càng ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng chặt hẹp, nước càng ngày càng ít. Thì Nguyên không biết tại sao đảng nhà nước lại không khai thác con sông đường thủy á, nó còn tốt hơn đường xe hơi. Vì các quý vị cũng biết mà, nếu mà cái cảng lớn người ta vận chuyển bằng đường thủy còn vận chuyển nhiều hơn đường xe hơi nữa. Đặc biệt nữa là nếu mà khai thác bằng đường thủy thì những căn nhà kế bên dòng sông đó họ có thể mưu sinh được, bán sản phẩm được, đặc biệt là tạo được khách du lịch.
Các quý vị cũng biết mà, nếu mà chúng ta đi nguyên một cái chiếc tàu đó mà đi xong những cái dòng sông của cái Cần Thơ rồi đó, xung quanh cây cỏ trái cây á, nó rất là thơ mộng và rất là đẹp. Nhưng đảng nhà nước thì lại không chú tâm khai thác điều đó. Đảng nhà nước thì lại muốn khai thác trên mặt đất. Mà đồng bằng sông Cửu Long á, đất bây giờ càng ngày càng hiếm vì đất nó đang lở. Nước mặn thì nhập vào, trồng trọt thì khó khăn. Mà tại sao không khai thác đường thủy mà ngược lại họ đi lại khai thác đường bộ? Nguyên không hiểu họ nữa. Nguyên không hiểu họ. Vì cái đường thủy anh lợi nhiều hơn. Theo cái cách của Nguyên coi bằng vệ tinh á, đầy đường nước hết. Nó có thể đi rất là xa và có thể tạo ra một cái con đường nó rất là lợi cái phát triển cái nền kinh tế. Các quý vị nghĩ đi, ghe tàu người ta mua vườn trái cây, người ta đi bằng đường gì, nó tệ cho người ta. Cái vườn trái cây nó tuốt ở trong nhà quê á, hóc mà tó đó, đâu có đường xe lộ đi đâu. Thường là mấy cái nghèo người ta Việt Nam đó, là mấy cái anh lấy xe gắn máy nhỏ nhỏ đó, chạy vô vườn của người ta rồi gom từng trái cam nhỏ nhỏ như nè, rồi chạy từ đó chạy ra cái đường lộ mấy chục cây số rồi bỏ vô xe mới chạy ra chợ, đúng không? Tại sao chúng ta có cái đường thủy sẵn rồi, cái đường thủy nó rất là rộng mà chỗ nào cũng có hết mà không phát triển cái đường thủy? Thì nói chung chung là dành đặc biệt cho cô chú anh chị em nào ở miền Tây á, nói chung chung ở miền Tây thì các quý vị hãy chuẩn bị ứng phó những cái kịch bản kế tiếp. Nếu các quý vị dùng nhà của các quý vị nằm trong những cái nơi quy hoạch thì các quý vị xui. Nguyên bị nó biết nói sao bây giờ, các quý vị xui. Vì hiện bây giờ Sài Gòn họ cũng sẽ làm, và Cần Thơ, Châu Đốc, Sóc Trăng mấy cái đồ đó họ cũng làm hết. Cái công trình của họ rất là lớn trong những ngày kế tiếp. Họ nói là họ có đủ tiền làm hết các quý vị. Họ có đủ tiền hết, họ có nhà đầu tư, họ có đủ tiền. Cái gì lúc nào họ, lúc mà có những công trình vĩ đại gì đó thì lúc nào họ cũng đủ tiền hết. Nhưng mà có tiền để hạ tiền xăng thì không có. Cái điều đó mà Nguyên cứ thắc mắc hoài à. Các ông bỏ tiền xây xe lộ làm gì? Nếu trong những ngày tháng kế tiếp mà xăng không hạ giá, người dân cũng không có xăng để đổ xe để mà chạy đâu. Bây giờ những cái xe bus, những xe đò chở người đi, nó vắng tanh như cái chùa Bà Đanh, người ta chuẩn bị nghỉ làm hết rồi. Vắng tanh như cái chùa Bà Đanh rồi. Xe vận tải bây giờ cũng than trời trách phận vì vận chuyển mắc đắt đỏ quá. Còn bao nhiêu lại là xe gắn máy không à. Các ông làm đường cao tốc để làm cái gì? Trong một cái giai đoạn mà kinh tế đang eo hẹp. Nhưng ngược lại thì chính phủ của Việt Nam đã quyết định làm việc này. Thì đây là một cái sự việc mà nó liên quan đến nền kinh tế của các quý vị mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị chuẩn bị tâm lý. Và các quý vị nếu quen biết ở trên phường, trên xã thì các quý vị hãy nên hỏi cái nơi này tương lai có làm đường không anh? Cái nơi này có quy hoạch hay không anh? Để mình biết được, mình còn biết sắp xếp. Các cô chú và anh chị em mình còn phải biết sắp xếp. Cái đó là các quý vị phải dùng ngoại giao để các quý vị biết, chứ hiện bây giờ Nguyên cũng chưa biết là chính thức đi cái con đường nào và xây cái gì trong thời gian sắp tới thì chưa, Nguyên chưa có nắm rõ. Nhưng họ có rồi, họ có sẵn rồi, họ có lên bề bản, họ có lên hết rồi, họ có lên công trình, họ có lên tương lai họ xây cái gì họ có lên hết rồi. Nhưng Nguyên không có nhận được cái đó vì nó nằm trong nội bộ đảng của họ, nằm nội bộ đảng của họ, nó chưa có bạch mí ra ngoài. Nên là nếu ai ở trong đảng viên thì sẽ biết được. Cô chú và anh chị em. Thì cái tin này chắc là không vui. Không vui cho tất cả các cô chú anh chị em nào ở miền Tây thì cẩn thận. Cẩn thận. Vì mỗi lần mà như thế thì bà con cô bác anh chị em chúng ta khổ lắm. Vì nhà nước bồi thường lúc nào nó cũng cái giá thị trường của nhà nước bồi thường hình như là nó là cái giá thấp nhất. Thấp nhất chưa bao giờ có. Nó không giống như cái giá thực tế. Và khi người dân rời khỏi nhà của mình cũng khó đi kiếm một căn nhà hay mướn một căn nhà khác để ở một cách đàng hoàng. Nên là cái điều này các quý vị hãy nên thận trọng trong những ngày kế tiếp. Mà đây là bản tin chính thức sẽ có cuối năm nay. Cuối năm nay cái bộ phim xây dựng công trình nó sẽ có. Vào cuối năm thì Nguyên sẽ chia sẻ nhiều hơn. Vì lúc mà họ bước vào và Nguyên coi sự tranh chấp giữa giải phóng mặt bằng nó như thế nào thì Nguyên sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các quý vị. Và một bản tin cuối cùng của Việt Nam mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em, đó là lời phát biểu của ông Hun Sen sau cái buổi họp giữa Campuchia và Việt Nam. Ông Hun Sen có một lời phát biểu khá là gây ấn tượng. Ông ta nói rằng là Campuchia không muốn lấy đất đai của Việt Nam, mà Việt Nam cũng không có muốn lấy đất đai của Campuchia.
Ông ta muốn nhắc lại một lịch sử và ông ta cảm ơn những người đã cưu mang ông ta, những người đã cho ông ta những cái bát cơm khi ông ta trốn về Việt Nam. Lời phát biểu của ông Hun Sen khá là ấn tượng và ông ta nói rằng dù một chút xíu đất của Việt Nam ông ta cũng không muốn lấy. Mà Việt Nam cũng làm tương tự như vậy. Ông ta nói rằng có rất là nhiều người cho rằng là tôi cấu kết với Việt Nam, tôi là người dẫn binh sĩ của Việt Nam để giết người Campuchia, nhưng thực tế thì không. Chính là Pol Pot, chính là Pol Pot. Và cái sự sai lầm của Pol Pot, tòa án của thế giới đã nhận xét. Và Việt Nam chỉ là một cái vai trò giúp đỡ Campuchia để lấy lại đất nước. Đây là lời phát biểu của ông Hun Sen khi cái buổi họp giữa Việt Nam và Campuchia vấn đề biên giới. Thì đây là cũng là một điều bất ngờ cho Nguyên. Có thể là bề mặt chính trị thì ông ta nói gì là cũng đúng rồi. Bề mặt chính trị thì ông ta nói cũng đúng rồi. Bề trong chính trị thì có nhiều sự mâu thuẫn mà Nguyên biết. Nguyên biết là cách làm việc của người Campuchia như thế nào và cách họ hành xử ra sao thì Nguyên hiểu họ khá rõ. Và cái lời nói của ông Hun Sen thì có nhiều sự việc là ông ta đang thừa nhận vài vấn đề. Và cái điều này nó cũng tốt. Nếu ông ta có thể đủ khả năng giải thích được cái sự bất hòa giữa Campuchia và Việt Nam, đó là cái điều tuyệt vời nhất. Vì hai quốc gia chúng ta là hai quốc gia láng giềng, gần nhau nhiều. Chúng ta có những sự xích mích quá nhiều lâu trong lịch sử. Và nếu giải quyết là tốt, nhưng thực tế có thật gì hay không, thì các quý vị hãy đến Campuchia thì các quý vị mới biết được. Các quý vị hãy đến Campuchia mà qua sống tại Campuchia, các quý vị mới biết được. Các quý vị hãy hiểu được rõ thực tế ông Hun Sen, ổng là người như thế nào và chiêu trò chánh trị ổng ra sao. Còn những cái lời ông ta nói với cái buổi họp ở tại giữa Việt Nam và Campuchia, tất nhiên đó là cái sự việc xã giao, ngoại giao. Nhưng lời nói phát ngôn cũng có một điều tốt trong cái lời buổi phát biểu này, thì cái nào nhận tốt thì mình nói tốt. Nhưng thực tế có giống như những gì ông ta nói hay không thì chúng ta hãy chờ xem trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin của Việt Nam của ngày hôm nay. Bản tin Việt Nam hôm nay không có vui nhiều, các cô chú anh chị em không có vui nhiều. Nguyên thì lúc nào cũng khoái tìm những cái bản tin nào mà nó có cái gì cười cười á, đem lại cho các quý vị có cái nụ cười để nghe diễn đàn nó đỡ chán. Chứ nghe chánh trị hoài nó thật cũng chán lắm. Nghe có cái bản tin nào mà nó giật gân một chút xíu, chứ bản tin về tương lai sợ mất nhà mất cửa là thấy buồn lắm. Nhưng mà những cái bản tin đó nó quan trọng, cần thiết phải đưa. Hun Sen nó nói láo hả? Tất nhiên rồi. Tại vì các quý vị phải ở Campuchia, các quý vị mới biết. Nguyên biết tiếng Campuchia mà. Nè, Oneon Salan Bonte. Đó, em có yêu anh không? Đó, thấy chưa là biết Campuchia rồi. Còn cái câu kia là Nguyên không dám nói. Oneon mà tuột xà đông coi chơi là không được. Oneon Salan Bonte đó. Chứ Nguyên có quen người ở Campuchia. Người Việt ở Campuchia Nguyên có quen, Nguyên có biết. Ở nước ngoài, ở tại Pháp, Nguyên cũng chơi với người Campuchia. Nên Nguyên biết cái suy nghĩ của họ như thế nào và cái sự tuyên truyền của họ ra sao, và họ đang còn có mưu đồ gì nữa. Nguyên có thể tâm tình với các quý vị một chút xíu như này. Hiện bây giờ Campuchia đang lợi dụng cái người dân tộc, mà không phải người dân tộc, người Khmer Rom. Khmer Rom là người nửa Việt Nam, nửa Campuchia. Mình có thể dùng như vậy. Campuchia đang lợi dụng những người Khmer Rom này đứng lên đòi độc lập ở tại đất nước Việt Nam. Và đây là cái chiêu bài trong những năm kế tiếp của Campuchia sẽ sử dụng nó, và do được sự hậu thuẫn của Tàu Cộng. Nhưng mà cái này nó không phải là cái chương trình này của ngày hôm nay. Không phải là chương trình chúng ta đi sâu vào phân tích giữa Campuchia và Việt Nam và cái chiến lược chánh trị của Campuchia, của chú và anh chị em. Nên là chừng nào đúng trường hợp Nguyên sẽ đưa cái phân tích này chia sẻ cho các quý vị. Cái người Khmer Rom mà các vị là mà người ta có quyền, cái khổ là chỗ đó đó. Nó cũng giống như là Ukraine và Nga cũng vậy đó. Cái phía bên ly khai đó, y hệt vậy thôi. Nó thúc đẩy cái phía bên ly khai lên đòi được quyền lợi. Khmer Rom người ta có quyền mà, dùng đất đó người ta ở mà. Dùng đất người ta ở biết bao nhiêu đời mà nói. Nó thúc đẩy cái lên làm cái phía bên ly khai độc lập. Còn nó viện trợ vũ khí, nó viện trợ y hệt như vậy. Và đó là cái chiêu bài mà Campuchia có thể sử dụng để đối phó Việt Nam trong những năm kế tiếp, mà được sự hậu thuẫn của Tàu. Nói như vậy thì các quý vị không có nắm rõ được, vì các quý vị không có nghiên cứu với người Campuchia và Việt Nam. Cô chú và anh chị em, cho Nguyên ngừng chương trình ở đây.
Trong khi tạm biệt các quý vị, và chúng ta sẽ nói vào những bản tin kế tiếp trong những ngày kế tiếp, cô chú và anh chị em. Và cái vấn đề Campuchia Việt Nam nó chưa phải đến mức độ đó. Chừng nào nó đến mức độ đó thì Nguyên sẽ đào sâu và Nguyên sẽ cập nhật cho các vị bằng chứng cụ thể và những nhóm tổ chức hiện bây giờ Campuchia đang làm cái gì. Thì các vị cũng biết là Nguyên theo dõi rất là sát những bản tin liên quan đến, bởi vì Nguyên làm thời sự Biển Đông, chiến tranh Việt Nam, nên là những cái gì mà liên quan đến chiến sự thì Nguyên đã theo dõi không phải một năm, rất là nhiều năm, nên là Nguyên có thể đủ tài liệu để chia sẻ cùng các quý vị. Cho Nguyên ngừng chương trình này ở đây và Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong những diễn đàn kế tiếp. Bye bye. Lời biển gọi cuối năm, hơn cắm chừng mặt lửa, hơi hoàng sa, hơi hoàng sa. Mẹ đứng núi Sơn Trà, gửi hồn ra Đông Hải. Đảo nổi giận nên biển cuồng sông dậy. Ôi đất nước ông cha, tay đứt lòng đau. Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu. Lòng mẹ bơi bơi, ruột mềm máu chạy, mặt mẹ trông vời, triền môi run rẩy. Hỡi hoàng sa, hỡi cát cháu con ta. Hãy đứng thẳng mà đi, hỡi đàn con từng khua xôi biển cả, cất cao đầu uống lời thề sông hóa. Hàm tử Vân Đồn Tây Kết Trường Dương, vươn chiến công kim cổ Bạch Đằng Giang, số cuồng vọng Bắc Kinh vào biển Mau. Hãy đứng thẳng mà đi, xưa ông cha mình giết Liễu Thăng Hoàng Thao, đánh gục đầu Tôn Sĩ Nghị Hoàn Hoàn. Giờ bè lũ Mau lại xâm phạm biên quan, xua hải tặc cuồng điên lên cướp đạo. Ôi hoàng sa, hỡi hoàng sa, hoàng sa yêu dấu. Hồn Đông Hải cuối năm, lạnh căm căm hơi bâng, bởi thương con mẹ lên đỉnh Sơn Trà. Đất đai ta một mảng cũng thịt xương, tổ quốc ta một tấc cũng tim gan. Xương thịt đứt thì tim gan đau xót. Ôi hoàng sa, hỡi hoàng sa, hỡi các cháu con ta. Hãy đứng thẳng mà đi, cứu chân hề, cứu chân ơi, gót hi.
nữ ra khơi đạp tan luồng sóng dữ, chém cá tràng kình dạng rãnh liệt nữ, dũng khí nhụy kiều gục mặt bắt quân. Hãy đứng thẳng mà đi, hỡi đàn con của cửu long bất khuất, ngạo nghễ trên vai hồn ám lộc tàn điên, mang trong tim dòng máu thép chỉ thiên lời phạt bắt thép rút hồn biển cả. Ôi hoàng sa, hỡi hoàng sa yêu dấu, ôi hoàng sa, hỡi hoàng sa, hoàng sa yêu dấu. Lời phạt bắc thép ru